Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên là NB canxi bo kẽm. Thì đây là một loại phân bón lá mà cái chức năng chính đó là giúp cho cây chống lại cái hiện tượng nứt trái, thối đít trái do thiếu canxi, cũng giống như hạn chế cái sự hiện tượng rụng hoa, rụng trái non. Đồng thời cũng hạn chế luôn cái hiện tượng vàng lá do thiếu kẽm và tăng cái mẫu mã cũng như là màu sắc của trái cây. Thì ở bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của chai. Mẫu mã của chai phân bón lá canxi bo kẽm. Thì cách chai này là chai 500 ml. Về thành phần của sản phẩm thì thứ nhất là trung lượng canxi 7%. Nồng độ thứ hai đó là bo 6 ppm, mangan 8 ppm, sắt 6 ppm, đồng 8 ppm và kẽm 6 ppm. Và thành phần cuối cùng đó là amino acid, một số amino acid thường mà cây thường cần, ví dụ như là glycine, alanine hay là arginine v.v. Thì mình xin phân tích về cái thành phần của sản phẩm này. Thứ nhất đó là cái trung lượng canxi, thì canxi 7% thì nó phù hợp cho cái quá trình, ví dụ như là khi mà trước khi cây ra hoa hoặc là khi cây đậu trái non, thì các bạn có thể là bổ sung cái canxi cho cây thì chống được cái hiện tượng ví dụ như thối trái, nứt trái, thối quả vân vân. Bo, mangan, sắt, đồng, kẽm là những cái vi lượng thì cũng rất cần thiết cho cây trong quá trình cây ra hoa đậu quả. Vì khi cây ra hoa được đậu quả thì cây cần những cái dinh dưỡng để phục vụ vào trong cái quá trình mà nó nuôi hoa nuôi quả. Như vậy mình ví dụ như bo thì có khả năng là tăng khả năng thụ phấn, tăng khả năng ra hoa cũng như là tăng cái tỷ lệ thụ phấn thành công. Mangan, sắt, đồng, kẽm thì sẽ giúp cho cái bộ lá cây nó xanh hơn, đồng thời nó giúp hoạt hóa cái quá trình trao đổi chất trong cây, giúp cho cây điều phối được dinh dưỡng đến tất cả bộ phận trong cây một cách thông suốt, thì giúp cho cây nuôi hoa và nuôi quả cũng giống như nuôi bộ lá trong cái điều kiện sinh sản tốt hơn. Tiếp theo là amino acid, thì amino acid sẽ giúp cho cây có được một cái kháng thể kích kháng cho cây kháng lại đối với thứ nhất là những cái điều kiện ngoại cảnh bất lợi, thứ hai là kháng lại một số bệnh cũng như là côn trùng chích thúc. Thì mình xin quay lại về phần công dụng của sản phẩm. Thì phân bón lá canxi bo kẽm thì cung cấp đầy đủ chung vi lượng amino acid và đặc biệt là các dinh dưỡng canxi, bo, kẽm đều ở dạng nano nên cây trồng hấp thụ tối đa, tăng cường dinh dưỡng và sức đề kháng cho cây. Phân lá canxi bo kẽm nó sẽ kích thích cho cây trồng hấp thụ dinh dưỡng, hỗ trợ trái lớn nhanh, bóng đẹp, cứng trái, chắc ruột. Đồng thời nó ngăn ngừa hiện tình trạng nứt trái, thối đít trái trên tất cả các cây trồng như mình đã chia sẻ ở trên. Và tiếp theo mình xin chia sẻ với các bạn về cái hướng dẫn sử dụng. Thì đối với cây trồng là cây lương thực, rau màu, ví dụ như lúa, bắp, khổ qua, dưa leo, cà chua, ớt, các loại đậu, dưa hấu, rau ăn lá, thì chúng ta đối với cây lương thực á, lúa bắp thì chúng ta pha cái liều là 20 ml cho bình 16 lít nước. Đối với các loại cây rau màu thì chúng ta pha cái liều là 15 ml cho 16 lít nước. Chúng ta sử dụng ở giai đoạn nuôi trái, giúp hạn chế hiện tượng nứt trái và thối đít trái. Chúng ta phun thì cứ 7 ngày chúng ta phun một lần các bạn nhé. Còn đối với các loại cây ăn trái như là cam, quýt, xoài, nhãn, sầu riêng, mãng cầu, ổi, vú sữa, chôm chôm vân, hoặc là những cây công nghiệp như là cà phê, tiêu, cao su, điều thì các bạn pha cái liều là 20 ml cho bình 16 lít nước, 20 cc các bạn. Chúng ta sử dụng ở giai đoạn nuôi trái luôn, giúp cây hạn chế hiện tượng nứt trái và thối trái cũng giống như là tăng năng suất cũng như phẩm chất của trái. Chúng ta phun cứ 7 đến 10 ngày một lần. Và một đặc điểm nữa là cây trồng cũng như con người các bạn, chúng ta phải cung cấp dinh dưỡng trước thời kỳ mà chúng ta mong muốn. Ví dụ chúng ta mong muốn là trái phẩm chất trái tốt đẹp thì chúng ta phải phun trước thời kỳ có trái. Chúng ta muốn đậu hoa nhiều, chúng ta phun trước thời kỳ ra hoa.